Cô thân chào các em học sinh thương mến. Quýt là tên gọi chung của một nhóm thực vật, trong đó có các cây dương xị sinh sản bằng bào tử như rêu, nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và sinh sản. Vậy hôm nay cô trò mình hãy xem sự khác nhau đó như thế nào. Chúng ta tìm hiểu bài 39 cây dương xị. Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau. Cây dương xị thường mọc ở những nơi nào? Chúng ta gặp cây dương xị ở những chỗ đất ẩm, râm, ven đường đi, bờ ruộng, khe tường, dưới tán cây trong rừng. Bây giờ cô lấy một cây dương xị, cô rửa sạch đất cát, cô quan sát. Cây dương xị cũng có lá, có rễ và có thân. Lưu ý một điều cho cô, ở cây dương xị lúc này rễ thân lá đã có mạch dẫn. Rễ nằm lan rộng sát mặt đất. Thân hình trụ nằm ngang. Lá có hai loại lá, lá non và lá già. Lá già bao giờ cũng duỗi thẳng ra, khiến lá chia làm nhiều thùy. Lá non cuộn tròn lại một đầu, có lớp lông trắng miệng bao phủ. Đây là một cái đặc điểm để nhận biết một cây thuộc họ dương xị. Người ta dựa vào đặc điểm của lá non. Lá non có một đầu cuộn tròn lại. Chữ rêu và dương xị, cây nào phát triển hơn? Đương nhiên là cây dương xị phát triển hơn rồi các em à. Vì cây dương xị đã có rễ thật. Rễ thân lá bên trong có mạch dẫn. Còn rêu, rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn. Chúng ta ghi bài. Dương xị là nhóm thực vật chưa có hoa. Vậy nó sẽ sinh sản duy trì nòi giống bằng cơ quan gì? Chúng ta sang tiếp phần B, túi bào tử và sự phát triển của cây dương xị. Đây là lá già của cây dương xị. Mặt dưới của lá già, người ta thấy nó có vô số những cái đốm đen. Vậy những cái đốm đen đây, người ta gọi đó là gì? Người ta gọi đó là ổ túi bào tử. Vì sao gọi là ổ túi bào tử? Vì bên trong của nó chứa vô số túi bào tử. Bây giờ cô lấy một cái túi bào tử, cô quan sát dưới kính hiển vi, thì cô thấy cái túi bào tử này được bao bọc bởi cái vòng cơ. Khi chín, vòng cơ này nó co lại, bào tử được phát tán ra ngoài, gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm phát triển thành nguyên tảng. Nguyên tảng này có dạng hình trái tim màu lục. Mặt dưới của nguyên tảng có những cái sợi lông hút. Cây dương xị con được hình thành sau quá trình thụ tinh giữa tinh trùng và tế bào trứng chứa trong các bộ phận riêng lẻ nằm trên nguyên tảng. Cây dương xị con này lúc đầu nó mọc ra trên nguyên tảng, nó sống nhờ trên nguyên tảng. Về sau nguyên tảng héo dần rồi rụng đi, thì cây dương xị con này nó mới sống độc lập. Chúng ta ghi bài phần này. Ở phần 2, một vài loại dương xị thường gặp thì chúng ta không học. Chúng ta sang tiếp quýt cổ đại và sự hình thành than đá. Thì phần này cũng có ở trong sách giáo khoa, người ta ghi rất là kỹ. Các em tự tìm hiểu. Cô có một cái bài tập. Cô cho sẵn các từ mạch dẫn, nguyên tảng, bào tử, lá, thân, rễ. Cuộn tròn ở đâu? Các em đọc kỹ và các em điền vào chỗ trống thích hợp. Các em đã đọc xong chưa? Các em hãy xem đáp án, xem mình đúng bao nhiêu trong này. Chúng ta nhận dạng một cây dương xị. Để nhận biết một cây thuộc họ dương xị, người ta dựa vào đặc điểm nào của lá?
À, người ta sẽ dựa vào đặc điểm của lá non. Lá non có đặc điểm gì các con? Cuộn tròn lại ở một đầu. Bài học hôm nay cùng chúng ta đã kết thúc. Cô xin chào các em. Chúc các em học tốt.